Hàng trăm học khu ở Mỹ giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho học sinh và giảng viên bằng một bước thay đổi lớn, đó là học 4 ngày một tuần. Xu hướng làm việc 4 ngày một tuần đã gia tăng tại các công ty và trường học ở Mỹ kể từ đại dịch COVID-19. Ở các trường học, hầu hết học sinh và giáo viên được nghỉ thứ Sáu hoặc thứ Hai. Cùng lúc đó, các ngày học trong tuần sẽ kéo dài thêm một chút để bù cho ngày còn thiếu. Một giáo sư xã hội học và giáo dục thuộc Đại học Columbia cho biết, số khu học chính học 4 ngày một tuần đã tăng lên khoảng 850 trên toàn quốc so với khoảng 650 của 2 năm trước. Lịch học như thế phần lớn được thực hiện ở các cộng đồng nhỏ với lý do là khó thu hút và giữ chân giáo viên. Một số trường còn tổ chức các chương trình giáo dục tùy chọn cho học sinh và đề nghị giáo viên đến làm thêm kiếm tiền vào ngày nghỉ học. Dù thế, việc bỏ một ngày tới trường vẫn gây ra những lo ngại. Ví dụ, phụ huynh khó tìm được người giữ trẻ và cũng chưa rõ những ngày học kéo dài hơn sẽ ảnh hưởng như thế nào đến học sinh.